chỉ sạc điện nhỏ là nhỏ thôi, còn cái mua 20 triệu cách là cái kiểu nó không bén, nó đi từ cổ cách qua nó phải cắt lại, nó đi không có ngọt, nó mát lại á, sẽ khó, nó không có đứt hết. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại video về hệ thống tưới tự động. Bên mình đã thi công tại công ty Toàn Lực và công ty Viện Đông tại 806 đường Âu Cơ, quận Tân Bình nha các bạn. Mời các bạn theo dõi xem nó tưới như thế nào các bạn ạ. Nếu như các bạn mà có nhu cầu lắp đặt hệ thống tưới tự động cho sân vườn ha, thì có gì liên hệ với mình. Bên mình là công ty phun nước Phong Việt các bạn, thì mình sẽ nhận thi công trọn gói hoặc là cung cấp thiết bị cho tất cả các công trình trên cả nước nhé các bạn. Đó, thì với kinh nghiệm 6 năm thi công về các hệ thống tưới tự động này thì chúng mình đã thi công rất là nhiều các công trình ha, từ biệt thự cho đến sân vườn cảnh quan ha, tưới mái nhà xưởng cũng như là các cái khu cảnh quan thương mại ha các bạn, sân vận động. Thì các hệ thống tưới tự động này thì nó sẽ được lập trình để tưới ngày khoảng 2 đến 3 lần các bạn, tối thiểu là 1 phút ha. Thì khi nào trời mưa thì nó sẽ có cái cảm ứng mưa để chúng ta có thể dừng cái chương trình tưới lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình và hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha các bạn.